chị tình yêu bản thân. Để mô tả về cái trải nghiệm tình yêu của em thì em sẽ dùng cái cụm từ gì để tả chuyện tình của em, nó sẽ là được tả bằng cái tính từ gì? Theo em á, cái chuyện tình yêu của em á, tả tính từ nó là cũng một phần cay đắng. Có cay đắng. Cũng có nghiệt ngã trong đó. Nghiệt ngã. Dạ. Là hai phần rồi đó, có phần thứ ba không? Không thấy phần nào vui hết trơn. Dạ. Vậy thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu từ điểm đầu của câu chuyện đi. Dạ. Thì vào cái năm mà em học lớp 10 á, thì là người em có học chung với một bạn, bạn nữ, thì cũng ít nói chuyện lắm. Thì cái năm mà học lớp 12 á, thì là gần cuối khi mà tốt nghiệp á, thì tụi em cũng có học chung với nhau nhiều lắm, học nhóm chung với nhau. Ừ. Dạ. Các bạn phải học tăng cường nhiều để dạ, thi tốt nghiệp dạ. Đó thì bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Dạ. À, học chung với nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, bắt đầu là thì em cũng có cảm tình đó. Cũng bắt đầu khi mà ra tốt nghiệp lớp 12 xong á, em là chính thức là quen nhau. Thì em cứ bạn gái em cứ đi chơi nọ. Thì sau 3 tháng đó thì bạn gái em bắt đầu đi chơi với lại bạn thân nhiều hơn, mà bạn thân là khác giới. Lúc mới yêu á thì cứ ngày nào cũng gặp, hoặc có khi ngày gặp. Còn mà sau 3 tháng á, bạn gái em đi chơi với nhóm bạn nhiều hơn, thì có thể một tuần chỉ gặp được 2 đến 3 lần. Cái thời gian mà bạn gái em dành cho em thì nó hạn chế bớt xuống một chút. Thì trong 3 tháng quen nhau thì tụi em không có công khai lên Facebook, không up hình chung, mặc dù có chụp nhưng mà không up hình chung. Tụi em không công khai, câu này được hiểu không sao? Được hiểu là em không em công rất, khai. Em rất muốn công khai nhưng mà bạn gái em lại không chịu. Bạn ấy không chịu, tức là bạn ấy không đăng, bạn ấy không công khai. Dạ. Cũng không cho em đăng luôn. Và không cho em làm luôn. Dạ. Vì sao? Bạn ấy giải thích như sao? Bạn ấy nói là mình mới quen thôi, chưa tới đâu. Thì lỡ mà mình công khai mọi người biết, cái sau này mà lỡ cái chia tay á, thì mà công cũng nhiều người biết nữa. Nên là để yêu nhau khoảng 1 năm đi rồi mình hãy công khai. Cũng hợp lý. Dạ, thì em nghe em cũng hợp lý. Trưởng thành. Thì em cũng chấp nhận. Ừ. Dạ. Nhưng mà bạn em lại, bạn gái em lại công đăng hình với lại bạn thân khác giới trong lúc đi chơi. Thì bạn thân mà. Dạ. Thì bạn thân thì có quá trời đứa, thì bữa nay đăng với đứa này, ngày mai đăng với đứa kia. Không, chỉ một đứa một. Trong một cái nhóm đó là có 2 nam với lại một đứa bạn gái với lại bạn gái em. Ừ. Dạ. Là một nhóm 4 bạn. Dạ, 4 bạn cứ đi chơi, đi ăn, đi xem phim nữa. Ừ. Mà nhiều lúc em rảnh á thì em nói để em đi chung thì bạn gái em lại không chịu. Kêu là bạn thân em thì anh đâu có biết đâu mà đi chơi chung. Dạ. Còn cái lúc em bận thì không nói đi. Có nghĩa là chưa bao giờ mình được đi chung với cái nhóm bạn thân ấy. Dạ đúng rồi. Phản ứng của em với những lần từ chối là gì? Em cũng nói chung là em cũng có ghen á, thì em cũng suy nghĩ, em nói có chuyện gì mà tại sao mà không đi chung cho đi chung. Em cứ hỏi đi hỏi lại tới một lần thì là tụi em cãi lộn nhau, dẫn đến việc chia tay. Nguyên nhân của việc cãi nhau là gì? Thứ nhất là bạn ấy cứ đi chơi á, thì thay vì mà chị cứ nghĩ là mình đi chơi với nhóm 4 người thì mình chụp hình 4 người mình đăng không sao, thì ông nói còn đây cứ đăng hình chung với bạn đó riết à. Thì em phải ghen chứ. Mình cãi lộn qua lại thì người này không nhịn thì người kia cũng nhịn, thì nó chuyện nó lớn thôi. Bạn kia thì theo kiểu là khóc rồi tức. Thì bạn mới nói là chia tay. Vậy thắc mắc một tí là tổng cộng thời gian các bạn từ lúc yêu cho đến cái lúc chia tay là bao lâu? Dạ khoảng chừng 5 đến 6 tháng. Vậy thì khi mà chia tay thì có níu kéo không? Dạ em cũng có níu kéo chứ. Là em níu kéo? Dạ. Thì mấy em lần? Níu kéo cũng khoảng 2-3 lần. À. Dạ. Thì bạn gái em cũng chấp nhận quay lại. Có đồng ý quay lại? Dạ có đồng ý quay lại. Thì cũng tiếp diễn cái câu chuyện ban đầu luôn. Là nó vẫn là cái vấn đề cũ. Dạ, không được giải quyết. Vẫn là cái vấn đề cũ luôn. Vẫn đi chơi nhưng mà cái khi quay lại á, thì cái thời gian em cảm thấy là bạn gái em nó nhạt nhẽo với em nhiều hơn.
Thực ra người ta hay nói câu này nè, người ta hay khuyên các bạn là đừng có yêu lại người yêu cũ. Dạ. Nhưng mà thiệt ra không phải đâu, cái câu đúng đó là như vậy nè. Chúng ta không nên yêu lại người yêu cũ khi cái lý do chia tay chưa được giải quyết. Tại vì cái người yêu cũ mà các bạn chia tay á, ví dụ như là 2 tuần sau gặp lại thì thực ra nó đã là người mới rồi. Dạ. Tại vì đâu có ai cũ hoài được đâu, ai rồi cũng khác mà. Cái quan trọng ở đây là cái lý do chia tay có được giải quyết không. Trong khi các bạn níu kéo nhưng mà cái lý do đó có vẻ là chưa có ngồi xuống nói chuyện với nhau lần nào. Nhưng mà chị muốn hỏi em câu là rồi thì cuối cùng thì nó cũng dừng lại, nhưng mà vì sao với cái cuộc tình này em lại có một cái khẳng định ngay từ đầu đó là nó cay đắng và nó nghiệt ngã. Thì trong cái cảm nhận của em nha, khi bây giờ cái ký ức em nhớ lại cái chuyện tình này, thì cái cay đắng và cái nghiệt ngã nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái khúc mà sau khi tụi em quay lại được 2 tháng sau lại tiếp tục một cuộc cãi lộn nữa, rồi cũng dẫn tới chia tay. Mà lần này người mà nói chia tay là em chấp nhận chia tay. Thì tụi em có vẫn giữ Facebook với nhau, tụi em không có lóc. Thì đâu đó khoảng chừng 4-5 tháng sau á, thì em thấy người yêu cũ em lại up hình chung với bồ mới lên. Bồ mới? Dạ. Yeah. Người yêu mới của bạn ấy? Dạ yeah, đúng vậy. Là cái bạn khác giới ngày xưa hay là bạn khác? Dạ không, bạn khác luôn. Có nghĩa là cái ông ngày xưa là bạn thân khác giới, là thật sự là bạn thân khác giới. Ủa vậy thì cái cây đắng nghiệt ngã nó nằm đâu? Là khi mà tụi em yêu nhau á, thì bạn gái em có nói là sau 1 năm thì mình mới công khai. Mà trong khi đó mà mới có 4-5 tháng chia tay với em thôi mà đã up hình người với bạn trai mới lên rồi. Vậy chứ em chờ đợi gì? Theo em á, thì khi mà tụi em yêu nhau á, thì tụi em không có muốn là giấu giếm gì hết. Tụi em muốn là công khai lên. Mà bạn ấy thì đòi 1 năm. Dạ đúng rồi. Mà vậy tại sao bạn cái cuộc tình này lại không chịu đòi 1 năm? Dạ đúng rồi ạ. Tức là em kỳ vọng rằng là đáng lý ra phải 1 năm sau bạn ấy mới nên có một cái sự công khai chứ. Dạ đúng rồi. Mà hoặc là phải là hơn 1 năm chứ. Mà em cũng đang thắc mắc là tại sao trong mới 4-5 tháng mà chia tay em mà là đã có người mới nữa. Ủa em ơi, người ta chia tay em bữa nay là buổi sáng là buổi chiều nó có người mới rồi. Ủa không, vừa mới chia tay em ở đây bước ra cái cánh cửa ngoài kia là người ta gặp được chân ái đời người ta rồi, chứ cần gì mà đợi tới 4 tháng em. Đó, em cũng đang thắc mắc. Thôi mình đừng có bị bám chấp vô mấy cái chuyện đó là phải chia tay rồi bao nhiêu mới hết deadline. Trời ơi, cái chuyện chia tay, một cuộc tình chia tay là xong tại thời điểm đó là xong. Đừng có, không có gia hạn thời gian thanh lý hợp đồng gì ở đây hết trơn á. Bớt mấy cái điều đó lại để mình bớt đau khổ. Dạ. Nhưng cái quan trọng ở đây là tại sao em cứ phải, cứ có nghĩa là cái sự ấm ức ở trong lòng em nó nằm ở chỗ đó là tại sao lại là 4 tháng mà đã công khai. Dạ đúng rồi. Mà còn lại ghim bài chính luôn. Ghim bài luôn chứ không có ghim cái bài đó lên luôn. Dạ, ghim cái ghim đây giống như là nó ghim vô trong lòng mình vậy đó, ghim vô con tim của mình luôn đúng không? Có muốn nghe câu trả lời không? Dạ có. Một là có thể người ta không có yêu mình. Dạ. Vậy thôi, người ta không yêu nên người ta không muốn công khai. Thế thì các bạn sẽ đặt ngược lại cho chị một câu hỏi là ủa không yêu vậy tại sao hẹn hò? Dạ. Ủa vui. Hẹn hò đâu có nghĩa là yêu đâu, nhưng mà nó là một cái thú vui. Nó là một cái gọi là một cái dạng khoái cảm mở đó, là tôi đang có một cái người mà người ta quan tâm tôi. Dạ. Tôi đang có một cái cậu bạn trai để tôi flex với những cái đứa xung quanh là ê, tao cũng có một đứa bồ. Dạ. Nhưng mà tôi có yêu cái đứa này hay không đó lại là chuyện khác. Và đấy là lý do mà tại sao, một trong những lý do mà người ta gọi là trẻ trâu, là tại vì không yêu nhưng mà có một đứa hẹn hò thì vẫn nhận lời đi chơi à. Vậy mà đang quen đứa này mà đứa kia rủ đi chơi thì vẫn đi à. Và đâu có tự dưng mà trên đời lại có thêm những cái khái niệm mới là trap girl hay là trap boy. Dạ. Thì là đây là một trong những cái minh chứng. Dạ. À, đó là một cái nhát dao hơi chí mạng ha. Thôi nhưng chị, cũng có thể là có khả năng thứ hai là thật sự là bạn ấy có nghiêm túc với em. Dạ. Nhưng mà chưa chắc lắm. Dạ. Chưa chắc lắm. Và sự chưa chắc lắm này lúc này mình phải nhìn cả đôi bên. Cũng có thể là bạn ấy chưa thấy em trưởng thành. Dạ. Mà chưa thấy em trưởng thành thì người ta buộc phải thận trọng để coi là em có trưởng thành không. Rủi như em cứ không trưởng thành như vậy mà bây giờ công khai em, rồi mai mốt không đi xa với nhau, rồi biết ăn nói làm sao. Dạ.
và thực tế đã chứng minh được cái điều đó là đúng là không có đi xa với nhau được. Dạ. Yeah. Cho nên cái thời hạn mà bạn đó đưa ra 1 năm nó cũng hợp lý, là lúc này không có tráp gì nhau hết trơn á. Chỉ có điều căn bản là gì nè, là không chắc lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà có điều là đang trong thời gian tìm hiểu, cho nên người ta vẫn dành thời gian cho em, người ta vẫn đặt em ở một cái vị trí nhất định 24 giờ một ngày của người ta. Dạ. Yeah. Nhưng mà dù là khả năng thứ hai thì nó vẫn là một cái vấn đề mà mình buộc phải nhìn ra là gì? Là cái mối quan hệ này của mình nó chưa khỏe mạnh. Và vì chưa khỏe mạnh đó, nó có trách nhiệm của mình, là mình chưa đủ cái điều để làm cho người ta có niềm tin. Dạ. Mình chưa có sở hữu hết những cái điều kiện để tạo ra một cái niềm tin cho một cái cô gái rằng là mình là một cái người có thể đủ vững chãi để bạn ấy đặt cái tình cảm dành cho mình. Thì nó có 2 lý do vậy thôi. Thế thì từ 2 lý do này mình sẽ lý giải cho cái lý do 4 tháng kia. Dạ. Thì tại sao người kia 4 tháng mà công khai thì 1, tại người ta yếu. Người ta yêu thì xác, người ta yêu chiều, người ta công khai rồi, ông ơi cần gì đợi tới 4 tháng. Vậy thì sau cái mối tình đầu đó thì mình còn bao nhiêu mối tình nữa đến thời điểm hiện tại? Thì sau khi mà cái mối tình đó kết thúc á, thì khoảng 6 tháng sau thì em có quen với một bạn. Thì sau khi quen rồi á, khoan mình dừng chỗ này 5 giây nè. Dạ. Hồi nãy mình vừa mới ấm ức với cuộc đời là tại sao chia tay em 4 tháng mà có người yêu. Còn mình thì mình chia tay xong 6 tháng mình có người yêu, là mình chính chuyên dữ chưa? Thì hơn mà chị, bạn gái cũ em là 4 tháng, em 6 tháng rồi. Là hơn rồi. Dạ. Rồi mình trưởng thành dữ chưa mà mình canh ke nhau từng tháng như vậy. Trời đâu, em ơi. Em cũng đắn đo lắm á. Cột cái nết lại. Rồi em kể tiếp đi. Chị nghe đây. Thì tụi em cũng quen nhau rồi nọ. Cũng có tính tới chuyện cưới nhau, nhưng mà lúc đó là bạn đó là chưa chịu cưới. Lúc đó mà đã tính tới chuyện cưới? Dạ. Do là bạn con học đại học, em cũng là người nói là cưới, tại vì em thương bạn này. Vậy chị thắc mắc là vì sao em nghĩ rằng lúc đó nên cưới? Tại vì lúc đó là em muốn giữ bạn này bên mình luôn. Em có hình dung là sau đám cưới các bạn phải có cái gì để vận hành một cái gia đình không? Dạ, tại lúc, thời điểm đó thì lúc đó em cũng không suy nghĩ nhiều. Tại vì lúc đó thì nói chung thì gia đình em cũng có chút điều kiện. Em suy nghĩ thì cưới về có gì ba mẹ cũng lo được thôi. Ừ. Dạ. Thế là mình đề nghị cưới. Dạ. Bạn gái em đồng ý không? Bạn gái em không đồng ý. Thì là tụi em bị dính bầu. Ừ. Dạ, trước hôn nhân. Sau khi dính bầu á thì bạn gái em là đòi đi phá thai, mà em thì em không có cho. Em muốn dắt về ba mẹ em xin cưới, thì ba mẹ em cũng đồng ý, cũng lên lịch này nọ hết, cũng mời này nọ hết. Thì trước ngày cưới 1 tuần thì bạn gái em bị sảy thai. Vợ em đi á thì lúc mà đi xuống cầu thang thì bị trượt chân té. Dẫn tới là lúc đó là đưa vô bệnh viện kịp, nhưng mà bác sĩ là báo là không giữ được con. Sau đó thì vẫn làm đám cưới. Dạ, vẫn là đám cưới. Làm đám cưới xong thì em thì còn vợ em thì nó buồn bã vì cái chuyện mất đứa con nọ, thì cũng cái tâm lý nó không được ổn định chị. Lúc nào hai đứa em cũng cãi lộn với nhau hết. Em thì đi cứ ngày nào cũng đi nhậu hết. Tháng mở mắt ra là đi tới chiều tối, có khi khuya em mới về, là về cái là cãi lộn. Ba mẹ em thì suy nghĩ là vợ em bị ảnh hưởng tâm lý, bị mất đứa con, thì cũng ba mẹ em cũng chở vợ em đi khám bác sĩ, thì cũng cho thuốc an thần về để uống nhưng ngủ được. Thì sau đó, sau khoảng thời gian cưới thì khoảng 4 tháng sau tụi em lại có con và em lại có bầu. Sau đám cưới thì cái cuộc sống gia đình của hai bạn được tổ chức như thế nào? Thì công ăn việc làm của hai vợ chồng được tính toán như sao? Thì vợ em thì bảo lưu việc học. Ừ. Dạ, ở nhà đi giữ, cái tâm lý mình chưa có ổn định đó, nên là cũng chưa đi học được. Ừ. Dạ, còn em thì lúc đó thì là buồn bã. Nói chung cũng ngày nào cũng đi nhậu á. Nếu em không đi nhậu thì em có công việc không? Dạ không. Em ở nhà em chơi thì cứ đi ăn rồi đi chơi bạn bè, đi ăn nhậu rồi tối ngày vậy đó. Thế thì sau 4 tháng vợ em có thai?
trong một cái dòng chuyện mà em kể rằng là vợ em đang uống thuốc an thần, thì vợ em có ngưng thuốc kịp không? Dạ không. Vợ em, nói chung ba mẹ em cũng có khuyên là mình không nên uống trong lúc có thai, nhưng mà vợ em lại bị là tối là khó ngủ, không ngủ được, thì vợ em nó có lén uống thuốc an thần để ngủ. Là lúc đó vợ em biết là vợ em đã mang thai rồi. Dạ. Nhưng mà vợ em vẫn uống thuốc. Dạ. Thì đâu khoảng được 2 tháng mấy, 3 tháng thì em có dẫn chở đi siêu âm. Em cũng không có nhớ rõ nữa, thì bác sĩ cũng có nói là vợ em đang mang thai mà uống thuốc á, an thần nhiều quá, ngày nào cũng uống á, thì dẫn tới là thai nhi bị dị tật. Bây giờ là một là phải uống thuốc để gấp bào thai ra. Em cũng có về em nói chuyện với ba mẹ em, thì ba mẹ em cũng có đồng ý thì để cho uống thuốc để gấp bào thai ra. Lại một lần nữa em mất đi đứa con. Phản ứng của vợ em trong tình huống đó là sao? Có vợ em thì nó cũng buồn, với lại một phần nó bị tâm lý lúc đầu của chị là khi mất đứa con đầu lòng. Nó cũng không nghĩ tới cái chuyện mà uống thuốc an thần mà lại bị ảnh hưởng tới con cái vậy. Thì em lúc đó thì một phần là em cũng tức lắm. Em đổ hết lỗi cho vợ em. Cứ ngày nào cũng cãi lộn. Cứ gặp mặt là cãi lộn, gặp mặt là cãi lộn. Có một hôm đó là em nhậu xỉn về, thì em cũng có lỡ quá chửi lộn vợ em, thì em đổ hết lỗi chuyện mất 2 đứa con luôn cho vợ em. Thì vợ em nó chịu không nổi nữa, nằm ức quá, tức nước vỡ bờ, thì tụi em dẫn tới cái chuyện mà ly hôn với nhau. Vợ em kêu là vợ em chuẩn bị hết rồi, cũng ký luôn rồi, còn chờ em thôi. Thì vợ em nói mà em mà không ký thì vợ em cũng tự đơn phương ly hôn với em mà. Dạ. Lúc đó thì em cũng chấp nhận em ký. Thì ra tới tòa, thường là tòa sẽ cho hòa giải. Đúng rồi, ba lần hòa giải. Em thì lúc đó là mình mới vừa mất con mà giờ mất thêm vợ nữa cũng buồn. Nọ thì em cũng rất muốn được hòa giải, nhưng vợ em lại không chịu hòa giải. Ba lần hòa giải đó bạn ấy có lên không? Dạ có, nhưng mà không lúc nào cũng không được. Lý do bạn ấy đưa ra cho những cái lần hòa giải để không đồng ý là gì em nhớ không? Khi mà cái lần hòa giải cuối cùng á, thì vợ em có nói luôn là vợ em ở với em trước giờ nó như một cái gọi là địa ngục vậy, bị giam cầm. Nó còn hơn cả cái địa ngục nữa. Thì vợ em vừa nói xong câu đó thì em cũng xin là vợ em suy nghĩ lại để mình hòa giải và chung sống nhau. Thì vợ em có nói là em nên thay đổi đi. Thực ra việc mà vợ em đã viết sẵn một cái đơn, ký sẵn cái tên để ở đó, thì cái trận cãi nhau của hai bạn nó không phải là tức nước vỡ bờ đâu. Dạ. Vợ em đã tỉnh táo rồi đó. Vợ em đã có sẵn cái sự chuẩn bị, vì bạn đó đã đánh giá được cái tình hình cuộc sống của bạn đó rồi. Dạ. Nó sẽ rất là kỳ khi mà chị ngồi trước mặt em nhưng mà chị lại nói rằng là vợ em quyết định đúng. Tại vì cái cuộc hôn nhân của hai bạn nó không có một cái cơ sở nào để nó có thể đi tiếp được hết trơn á. Em có lý giải được vì sao trước đây mình yêu ai mình cũng ghen không? Em nghĩ chắc do bản tính của em thôi. Tại vì mỗi con người sinh ra đều có bản tính nó khác nhau, ai cũng có hết á. Thì ông trời cho người này nó ghen, người kia không ghen. Em cũng ai cũng nghĩ... ghen hết. Dạ. Thực ra khi mà người ta đã có tình cảm với một người rồi thì cái tính sở hữu trong tình cảm nó có chứ. Dạ. Nó chỉ khác cái nết ghen của mỗi người khác nhau thôi. Vậy tại sao cái nết ghen của em nó đáng sợ như vậy, nó kỳ cục như vậy? Thì em cũng theo kiểu tới giờ em suy nghĩ luôn, mỗi khi mà em ghen lên là em là một con người khác. Em điên lắm chị. Chuyện gì em cũng làm được. Liên quan đến nhiều thứ lắm. Nó có thể liên quan đến cái khả năng kềm chế cảm xúc mà vốn là mình phải được rèn trong nhiều chuyện khác rồi. Cái thứ hai là ở chỗ này nè, là tại sao em dễ ghen như vậy, em dễ kiểm soát người yêu em như vậy, là tại vì em không có sự tự tin cá nhân. Cả hai cái cuộc tình trước đó nó đều đến vào cái thời điểm mà chính bản thân em không có thành tựu. Dạ. Chúng ta ghen một cách rất là đáng sợ. Khi nào? Khi chúng ta luôn có một cái nỗi sợ từ bên trong á, là mình không bằng tình địch của mình, hoặc là mình không bằng người yêu của mình. Dạ.
từ đó nó dẫn đến câu chuyện là chúng ta luôn muốn kiểm soát người yêu của mình và luôn muốn chặt đứt họ ra khỏi những cái mối quan hệ mà họ đang có. Tại vì mình sợ phải gì, mình sợ phải đối đầu, mình sợ phải cạnh tranh. Cho nên khi mà tôi thấy tôi yếu thế rồi, tốt nhất là tôi đừng cạnh tranh với ai hết trơn. Thì rõ ràng đó là cái thời điểm mà em chưa có gì trong tay. Dạ, sự nghiệp chưa có gì hết. Còn khi mà bây giờ tôi ngon lành đi, tôi ngon lành từ sắc vóc, tôi ngon lành từ trí tuệ, tôi ngon lành từ vị thế xã hội, tôi ngon lành từ thu nhập cho đến công việc, thì tôi yêu là tôi vẫn muốn sở hữu đó, chứ không phải là không. Tôi chia tay tôi vẫn buồn chứ. Nhưng mà tôi đâu có bị yếu thế đâu mà tôi phải cuồng ghen. Yeah. Tôi ghen nhưng tôi không cuồng ghen. Còn mà ai đó mà vẫn có hết những cái đấy mà vẫn cuồng ghen thì nó lại có thêm một cái vấn đề nữa để lý giải. Yeah. Đó là cái câu chuyện thuộc về cái giá trị mà cái người đó lựa chọn, hoặc là những cái vấn đề thuộc về những cái rối loạn tâm lý khác nữa rồi. Yeah. Thì cái trường hợp này có, nhưng mà nó không phải là đại đa số. Yeah. Đấy. Thì ở đây trên một cái mặt bằng chung có thể lý giải cái tình trạng của em, để em thấy rằng là nếu em muốn khắc phục điều đó, việc của em không phải là đi chọn một cái người bên ngoài để em yên tâm là ừ cái người này được rồi nè, không có giống với hai cái người yêu cũ. Dạ. Phát triển bản thân mình đi. Dạ. Là ok, em làm cái gì đó đi, em có sự nghiệp đi, rồi em bình tĩnh đi, rồi em tự phát triển bản thân mình lên, thì khi đó mình bước vào những cái mối quan hệ khác, tự nhiên mình cảm thấy là mình không có gì phải hoảng sợ hết. Dạ. Và đặc biệt là khi em có đủ những cái điều kiện đó, thì bây giờ từ cái tình yêu mà em update nó lên thành một cái tình cảm gia đình, em đủ điều kiện nuôi vợ, em đủ điều kiện chăm con, thì khi mà vợ em có con, em không có bị trầm cảm, em không có bị căng thẳng, em có đủ điều kiện để chăm lo cho gia đình. Thực ra vợ em á, bị trầm cảm, vấn đề không đơn giản là vì mất con đâu. Dạ. Mà vì bạn ấy bước vào một cuộc hôn nhân mà bạn đó nhìn thấy là chồng mình là một người chưa có tự lập. Nội nhiêu đó thôi thì bất cứ cô dâu nào bước về nhà chồng cũng trầm cảm hết đó. Đúng rồi, còn non nớt nữa. Cứ ăn chơi. 19 tuổi. Không, cái lúc mà cưới vợ em thì cũng 20 rồi. Ờ đó, 20, phải trả giá từng chút vậy mới chịu đó, 20 rồi, đầu 20 rồi chị. Một cái ông con trai 20 tuổi, giờ trông cậy được cái gì bây giờ? Và bạn đó tự nhiên thấy là đời mình bị mù mịt. Yeah. Còn hơn nữa là gì? Là mình đang đi học. Tự nhiên nhìn qua chúng bạn đồng trang lứa bữa nay nó thi cuối kỳ. Mình ngồi đây, tự nhiên làm vợ người ta. Mà phải chi làm vợ một cái người mà có cơ ngơi đồ đàng hoàng, mình không cần phải lo lắng về vật chất nó còn đỡ. Làm vợ một cái ông mà tuổi bằng mình, không có gì trong tay hết, thì không cần phải mất con đâu, vẫn trầm cảm như thường. Nếu mà với tất cả những gì em chia sẻ nãy giờ, yeah, một cái vấn đề chung ở cả hai cái hành trình tình cảm đó luôn, em nhận ra gì không? Nó bi đát lắm. Em biết lý do cho cái mà em gọi là bi đát đó là gì không? Vậy thôi, từ từ hãy yêu nha. Nếu như mà chưa nhận ra được cái đáp án này thì từ từ hãy yêu. Dạ. Em có nhận ra là mình không có trưởng thành không? Có, trước đó thì, trước đây thì em chưa trưởng thành cho lắm. Không, nếu bây giờ mình ngồi mình nhìn lại mà mình vẫn không nhận ra được cái chất liệu là chưa trưởng thành, thì bây giờ tính ra cũng chưa ổn lắm đó. Nếu bây giờ nhìn lại mà vẫn không thấy rằng là vấn đề của câu chuyện của mình là vì thực sự mình không có chín chắn. Dạ. Mà bây giờ lại tiếp tục có thêm một cái chuyện tình nào nữa thì chị cũng đang lo cho em lắm nha. Nên là em cũng đâu dám yêu ai đâu. Thực ra đôi khi chuyện tình nó có thể rớt vô đời mình bất cứ lúc nào, mình cũng khó nói lắm, cái chuyện đó là duyên trời. Nhưng mà chị cũng hy vọng rằng là mình sẽ phải nhìn thấy những cái bài học mà mình đã trải qua. Một cái sự trưởng thành nó buộc phải có nếu như em muốn xây dựng một cái tình cảm chất lượng. Dạ. Chứ còn mà ráp vô đời nhau rồi yêu cho vui, nó dễ lắm. Dạ. Yêu cho vui mà rộn ràng sập sình xíu thôi thì đơn giản mà. Dạ. Nhưng mà được bao lâu và được cái gì thì nó đòi mỗi người phải có được cái độ sâu nhất định, phải có được cái sự chín chắn, thậm chí là phải biết được rằng là mình có đủ những cái điều kiện để mình tự lập và mình dám chịu trách nhiệm hay không. Dạ. Rồi cả cái người bên kia là người ta cũng có những cái điều kiện đó hay không nữa. Tại vì chuyện tình cảm không phải là chuyện mà ngồi chơi cúp bế. Tình cảm là hai con người ráp lại với nhau mà. Thì em trưởng thành mà đứa bên kia nó không trưởng thành cũng mệt luôn. Yeah. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện. Trong góc nhìn của khán giả thì mỗi câu chuyện có thể sẽ được đánh giá khác nhau theo từng mức độ, theo từng màu sắc. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng với cuộc sống rất là phong phú
với rất là nhiều mảnh đời, với rất là nhiều diễn biến thì sẽ có rất là nhiều những cái tình huống mà đôi khi trong cái trải nghiệm của chúng ta có thể không quan sát hết được. Và việc mà mỗi tuần một nhân vật xuất hiện ở đây là cách để chúng tôi có thể mang đến cho quý vị khán giả những cái góc nhìn khác, những cái chiều kích khác để chúng ta biết rằng ai cũng có chuyện hết. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Em họ tên, công việc, tuổi tác, quê. Chị tên là Đặng Thị Mến. Chị ở Phú Thọ. Hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội. Và chị đang kinh doanh. Quá à. Chị kinh doanh về gì và chị sinh năm bao nhiêu chị? Chị sinh năm 1988, chị kinh doanh về mỹ phẩm và làm spa. Đấy. Mình làm lâu chưa ạ? Làm cũng 6-7 năm rồi. Rồi mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm em nha. Điểm mạnh của chị thì sống tình cảm, chân thành, biết quan tâm mọi người. Còn về tình duyên hả? Chị ly hôn cũng được mấy năm rồi. Hiện tại thì chưa quen ai cả. Lý do sao? Chị đang sống với... lý do thì anh nhà chị thì đi nước ngoài lâu quá, đi chục năm, xong rồi về kiểu hai người không có cùng với quan điểm ấy thì ly hôn thôi. Hôn mà. Ủa là lúc đó chị nói chồng chị đi nước ngoài hả? Ừ, chồng chị đi nước ngoài 9 năm. Là ý là tại sao cưới rồi anh mới đi hay là sao chị, mà tại sao? Cưới xong chị lấy, chị cưới chồng được 16 năm rồi. Cưới chồng từ năm 19 tuổi. Rồi sao ảnh đi nước ngoài mà chị không đi theo hay sao? Không, tại vì lúc đó chị có con nhỏ, chị đẻ cu đầu tiên được 14 tháng thì anh tơi bời xong rồi không bị vỡ nợ ấy, anh phải đi. Rồi chia tay lâu chưa chị, ly hôn đồ là xong xuôi khi nào? Rồi bây giờ là mấy đứa con và chị đang nuôi hay là sao ạ? Chị hai đứa con mà chị đang nuôi, một bài học lớp 1. Ok, cái môi trường chị thì em thấy là ở Hà Nội nữa thì cũng đông người chứ ha, và mình spa này thì sao, khó khăn trong cái việc tìm bạn trai không? Thực ra là chị thì công việc của chị tiếp xúc chủ yếu là nữ, và công việc của mình nó bị kiểu cuốn theo cuồng nên là mình cũng không có thời gian để... Lúc trước mình cũng có quen một anh nhưng mà có lại là cũng không hợp về kiểu nói chuyện các thứ, nó cũng không hợp. Rồi kiểu mình cũng thương nhưng mà người ta kiểu cái tôi người ta cao quá nên chị cũng không tới được người ta. Ok chị, vậy bây giờ chị muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào? Chị mô tả giùm em ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán. Ngoại hình thì chị muốn cũng nhìn cũng ưa nhìn một xíu, cao to một xíu. Còn nếu mà ở quê ở Hà Nội được, ở Hà Nội thì cứ tốt, tại vì bây giờ mẹ con chị đang ở Hà Nội. Có công việc ổn định. Hoặc là thu nhập ổn định. Cũng biết quan tâm, nói chung là phải chân thành. Tại vì công việc của chị thì khá là bận nên là cũng không có thời gian kiểu nhiều quá để mà mình tiếp xúc với quen với nam giới á. Tại vì công việc của chị làm đẹp và mỹ phẩm thứ thì chủ yếu tiếp xúc với nữ thôi. Đáng luôn à. Ok chị. Rồi em nghĩ là chị còn yêu cầu gì nữa không ạ? Chắc là như vậy thôi. Tại vì mình casting vòng này là vòng sơ tuyển ban đầu thôi ha. Nếu được chọn thì bên em sẽ liên hệ rồi trao đổi thêm với chị Mến nha. Ok em. Rồi, ok, dạ rồi, phần casting mình xong. Em cắt. Ok em. Bán của mình giùm em nha. Dạ, xin chào chương trình. Dạ, em tên là Đào Dự Ngọc. Em sinh năm 1978. Dạ, em hiện đang làm hai công việc. Làm giáo viên với lại làm bên nhà hàng. Giáo viên gì chị? Dạ, giáo viên mẫu giáo với lại làm bên công việc nhà hàng, phụ nhà hàng đó. Dạ. Chị làm, chị đang sống ở đâu, quê chị ở đâu? Dạ, em quê ở Hưng Yên. Em đang sống ở Bình Thạnh ạ. Rồi, chị ở đây với ai ạ? Dạ em ở đây với mình thôi. Dạ. Rồi chị nói một chút điểm mạnh, điểm yếu giùm em nha.
Mấy chị chắc chắn là mình đã có yêu đương tiếp theo rồi đó mà không? Chị ơi, chị từng kết Chị hôn sẽ chưa không ạ? có yêu đương thêm nữa. Dạ chưa. Chị chưa từng kết hôn luôn, lý do tại sao ạ? Dạ tại vì Con ổng vô ở nhà chăm ba ba mẹ lớn tuổi á, có mình thôi. Dạ. Rồi, có nghĩa là mình có anh em gì không chị? Dạ không. Rồi, chị nói một chút giùm em cái vậy hồi trước tới giờ thì bây giờ là ý là lý do làm sao mà chị đăng ký chương trình? Ở bên ngoài chị không có tìm được người phù hợp hả? Dạ đúng rồi, với lại nói chung là ba em ba mẹ ba em mới mất cho nên em muốn tìm một người bạn vậy đó. Dạ cũng có thời gian nữa. Rồi chị tìm một người như thế nào, chị mô tả giùm em đi ạ. Dạ nói chung một người bình thường á, người bạn bình thường, có người lớn hơn em mà có công việc ổn định, sống ở Sài Gòn càng tốt. Dạ rồi, ok chị. Nếu được chọn thì bên em sẽ liên hệ lại rồi trao đổi nhiều hơn với chị nha. Chào chị nha, mời chị giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình giùm. Chị tên là Dương Thị Hồng Duyên, sinh năm 1981, quê ở Thái Nguyên. Em ạ, công việc của mình là gì á chị Duyên? Chị là giáo viên dạy ở trường cao đẳng công nghiệp. Coi như là giảng viên. Dạ. Rồi, chị đã từng kết hôn chưa ạ? Chị có từng kết hôn mà những kết hôn những hai lần. Ồ, rồi mình có bao nhiêu đứa con chị? Chị có hai cháu trai. Là bao nhiêu tuổi rồi, chị có đang sống cùng chị không? Có hai cháu đều sống cùng chị, một bé là sinh năm 2008, học lớp 10 rồi, bé là sinh năm 2014, học lớp 4. Rồi sao mà chia tay vậy chị? Chị chia sẻ giùm em đi, cái hôn nhân đầu sao chia tay rồi? Cái hôn nhân đầu thì hai vợ chồng sống với nhau được khoảng 6 năm. Nên sau là do tính cách của hai người cũng không phù hợp ấy. Mình thì tính của mình thì cũng hơi cá tính chút mà anh ấy thì kiểu cũng nhu nhược quá nên là ở với nhau thế. Không hợp về hôn nhiều nhân quan thứ điểm hai ấy. Thì sao? Là thôi. Có nghĩa là anh đầu thì nói chung là nói nào nhỉ? Không có lập trường, quan điểm cá nhân, nói chung cũng không có tính cầu tiến rồi. Không có quan điểm rõ ràng ấy trong cuộc sống nên mình cũng không thích một người đàn ông như vậy. Còn mối thứ hai thì sao chị? Chị chủ động chia sẻ giùm em nha. Tình cảm thứ hai thì anh ấy lại có nghĩa là anh ấy lăng nhăng quá cơ. Nhiều nhiều tình cảm bên ngoài luồng ấy, mình cũng không chấp nhận được. Người thứ hai thì mình cũng chưa có con cái thì chỉ sống được với nhau 3 năm thôi. Có nghĩa là không có con chung. Nên là mình cũng quyết định chia tay. Bởi vì là người ta cũng không chung thủy. Rồi bây giờ chị muốn tìm một người như thế nào chị? Ngoại hình, công việc. Thực ra thì ở cái hoàn cảnh của mình cũng rất là khó khăn đấy. Cũng rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì khó có người mà thông cảm với cái việc mà một người phụ nữ đã qua hai lần đó ấy. Rồi mình lại có nuôi con riêng nữa. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là bây giờ thực tại thì rất là khó mở lòng, cho nên là mình cũng muốn là tìm một cái tình cảm cho mình, nhưng mà người đấy là cũng phải thứ nhất là phải thông cảm cho cái hoàn cảnh của mình, cũng không quá suy xét đến những cái quá khứ đã qua ấy, rồi cũng có thể mở lòng để đón nhận con cái của mình. Thế còn mình thì không có tiêu chuẩn gì nhiều cả, chỉ cần một người đấy là thực sự là người ta cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc ấy. Nên là không cần, cũng không nhất thiết là phải làm nhà nước, hay là chỉ cần miễn là người đấy có thu nhập là được, không có yêu cầu gì cao cả. Tuổi tác luôn ạ. Rồi chị ơi, chị ở ngoài Thái Nguyên thì ghi hình chị vào Sài Gòn được không? Được. Không có gì. Còn cái anh đó thì ly hôn chắc cũng được đúng không chị? Ly hôn cũng được mà, bởi vì mình cũng ly hôn rồi ấy, thì mình không có yêu cầu là người gì mà phải chưa ly hôn cả.
Có nghĩa là ở cái tầm tuổi khoảng 50 tuổi trở lên là được. Có nghĩa là mình năm nay là mình sinh năm 81 thì mình cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Thì mình cũng mong muốn một người là khoảng từ 50 tuổi trở lên. Mà nếu mà nói thật ra là họ kinh doanh hoặc là họ có suy nghĩ thông thoáng một chút thì càng tốt. Chứ bây giờ cứ ràng buộc là phải thế nọ thế kia thì rất là khó. Quan trọng là họ có chấp nhận mình hay không. Bởi vì cái hoàn cảnh của mình rất 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 nhiều nhiều khó khó có người chấp nhận ấy. Ok, em hiểu. Rồi, cảm ơn chị Duyên nha. Phần casting của mình xong rồi đó chị. Nếu được chọn thì bên em sẽ thông tin cho chị. Rồi mình sẽ hướng dẫn những cái thủ tục tiếp theo nha chị Duyên nha. Chị cảm ơn. Rồi, em cảm ơn chị ạ. Dạ, buổi phỏng vấn Cảm của ơn mình chị đến đây nha. là kết thúc rồi chị. Mình có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Em sinh ngày 8 tháng 6 của 99 ạ. Hiện thì em đang làm nhân viên văn phòng về ngành beauty ạ. Quê thì em quê ở thành phố Tam Điệp, Ninh Bình. Chị, Còn hiện tại là thì em em đang ở đang Ninh Bình luôn hay sao không em? ạ, em làm em quê Ninh Bình nhưng em đang làm Hà Nội ạ. Rồi em nói một chút điểm mạnh điểm yếu của em giùm chị nha, thủy đúng không? Dạ vâng ạ. Thì điểm mạnh của em là hòa đồng, dễ gần, với cả là người gọi là thiên về tình cảm nhiều vậy ạ. Đấy, nói chung là em thấy em có mấy cái điểm mạnh thôi ạ. Chương trình nghe rõ không ạ? Ok, chị nghe rõ, em muốn về đường tình duyên của em dùng chuyện nha. Thì ý là nói về mối tình hay như nào? Đúng rồi, em được bao nhiêu mối tình rồi tại sao chia? Em thì đến hiện tại cũng được 2 3 mối tình rồi. Còn chia tay là bởi vì có nhiều điểm nó không hợp vậy. Tại Với cả là mối tình chia tay sớm nhất thì kiểu không có điểm chung để đi đến xa này ạ. Nên là bọn em dừng. Rồi, ok em, bây giờ nếu mà Quy Thành ở Sài Gòn thì em vào Sài Gòn được không? Dạ được ạ. Công việc của em này hồi học cái gì ra Thủy? Lúc đầu là em học mầm non ạ. Em cũng có đi dạy dạy mầm non rồi, giáo viên mầm non rồi. Nhưng mà sau dịch thì kiểu dịch ấy xong em cũng muốn thay đổi để hợp với hiện tại hơn. Thì em lúc đấy em mới đi làm bất động sản. Xong từ bất động sản là em cũng có kinh doanh thêm bán quần áo các thứ ạ. Xong rồi bán online thì xong rồi dần dần thì em bất động sản lúc đấy mà nó chững cái là em cũng nhảy sang làm văn phòng. Rồi. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mô tả về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn nha. Dạ vâng, thì em mong muốn một người bạn trai gọi cho mật để gọi là tiến xa lâu dài hơn nhé, thì sẽ là phải có một công việc ổn định. Thứ hai là quê quán cũng quanh quanh miền Bắc thôi, tại vì xa quá thì cũng khó kiểu đi lại ạ. Với cả ngoại hình thì dễ nhìn, ưa nhìn. Cũng nói chung là em mà kiểu ấn tượng đầu tiên nó tốt thì ok, nghĩa là không quá quá xấu quá hay như nào cả. Cũng em cũng không quan trọng quá là về béo hay gầy đâu, nghĩa là nhìn cứ ok chút là được. Ok em muốn tìm cái tuổi tác như thế nào? Em sinh năm 99 đúng không? Dạ Là vâng. 25 tuổi thì bây giờ anh đó hơn em bao nhiêu tuổi được nè? Cứ hơn em tầm 5 đến 6 tuổi ạ. Là được ạ. Hơn một con giáp luôn được không? Em nhìn trẻ trung những anh mà lớn hơn nhiều nhưng mà nhiều khi cái gương mặt ta trẻ. Cũng được ạ. Tại vì thật ra là em chỉ em gu em là gu người trưởng thành ấy, nên em cũng không kiểu là những bạn ít tuổi hơn một bạn của em thì em không phải gu thôi, chứ còn cứ từ hơn 5 6 tuổi đổ lên mà cảm giác ok thì em vẫn. Rồi ok, em cần người tuổi tuổi hơn em đúng không? Còn bằng nhỏ hơn em không thích lắm đúng không? Dạ vâng. Ok em. Rồi được rồi Thủy ơi, nếu mà được chọn thì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Rồi mình sẽ trao đổi thêm. Cảm ơn em nhiều. Chào em nha. Đầu tiên mời em giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của em nha. Dạ đợi em xíu nha chị, đợi đợi xíu để em mở lại cái 4G cho nó mạng nó ổn định cái nha. Em đang chị đang nghe rõ mà, cứ nói đi em. Dạ. Dạ rồi. À, em nói đi.
À, em tên là Đinh Ngọc Bội, em sinh năm 1998, em ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Lê Đức Thọ. Em rồi em công việc là gì? Thì em đang kinh doanh tự do, chủ yếu là về bán hàng online. Em làm bánh bánh ngọt, em có một cái cửa hàng bánh ngọt nhỏ, tự em làm. Em là quê ở Sài Gòn luôn hả? Ở Sài Gòn hay là em gốc ở đâu? Dạ em gốc ở đây luôn, Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, nhà ở Gò Vấp luôn. Rồi em nói một chút điểm mạnh điểm yếu của em đi Bội ơi. Ngọc Bội hả? Tên sao Dạ giống người Hoa cho ta? Có dạ gốc Ngọc Hoa gì Bội. không? Không, em người đây bình thường, tại vì ông nội chắc thích xem phim ấy nên đặt tên vậy. Không nghe tên giống, đúng rồi, có thể là thích xem phim Hoa, người Hoa hay gì, Ngọc Bội đồ, nghe nó giống như là kiếm hiệp hoàng thượng đồ quá vậy. Dạ. Em Nói một điểm chút. mạnh hả? Điểm mạnh thì chắc là nhiệt tình nè, rồi biết quan tâm người khác, chịu lắng nghe, thích học hỏi và sống tình cảm. Còn nhược điểm của em là kiểu một người rất dễ nóng tính. Nhưng mà thường thì giống như nóng tính thì cũng mức độ cho phép thôi, chứ không phải là quá đáng. Nhưng mà nếu khi nóng thì mình phải nói, nếu mình tức thì mình nói ra thôi, nói ra xong thì thôi, chứ mình không có để bụng. Rồi em được bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay? Dạ em từ hồi tính đi học thì không mấy, không chính thức, nhưng mà chính thức thì chỉ một mối tình 8 năm. Chia tay thì lý do, nhưng mà chắc có lẽ là do yêu lâu quá rồi nên bạn nó cảm thấy tình cảm bị nhạt dần đó, nên bạn ấy quyết định chia tay, cũng chia tay được nửa năm. Rồi, ok, bây giờ em muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn nha. Bạn trai em muốn tìm một người ví dụ lớn hơn em 5-10 cũng được, chỉ cần trưởng thành chín chắn là được. Nếu mà ở thành phố luôn thì càng tốt, tại vì em con một á, nhà có bà lớn tuổi nên thành ra là cũng ngại làm dâu xa. Nếu mà được thì ở thành phố thì càng tốt, hoặc gần, kiểu gần lân cận ở thành phố, có Rồi hoặc công là việc người ổn ta chịu định. ở rể là được rồi chứ gì, người ta ở rể quê ở Em đâu cũng được nhưng ở Sài Gòn được không? dạ được, đó công việc ổn định ở đây là được. Ví dụ như thu nhập, ví dụ phải cao hơn em để có thể lo được cho gia đình đấy. Tại kiểu mình cũng không còn nhỏ nữa nên quyết định dù giờ quen là mình phải tiến đến hôn nhân, thì phải có đủ điều kiện kinh tế để đám cưới và lo cho gia đình nữa. Rồi ok em. Tuổi tác thì như nãy em nói là có kỵ tuổi hay gì không em? Hay công việc Dạ anh đó, nói em em cái cũng phong không có cách công quan việc trọng thôi. tuổi tỷ đâu, nói chung là lớn hơn 5-10 tuổi thì cũng được, quan trọng là người ta thương mình là được. Còn ngoại hình thì nói chung là dễ ưa nhìn là được, cao hơn mình, nói chung là Em đừng cao có bao nhiêu? 1m55, chắc sẽ dễ kiếm người cao hơn em. Rồi em không có thích ngành nghề nào không? Ví dụ làm tài xế được không? Ví dụ như về ngành nghề mà ví dụ kinh doanh luôn như mình thì dễ, còn cái những công việc khác, tài xế thì sao ta, Làm bốt tài xế giáo thì hàng chắc cho là bánh cho em, hai vợ chồng cùng làm cùng phát triển cũng được vậy. nhưng mà kinh tế thì ổn hơn em là được, chứ đừng có thấp hơn em chứ. Em thì Hồi thu trước nhập bao nhiêu nè? em kinh doanh em mà nếu bán ổn thì một tháng em cũng phải trên trên 10 đến 20 triệu trong khoảng đó, thì cái người đàn ông cũng phải hôn mình chứ. Hồi trước cái mối tình em quen đó là cái anh đó anh làm kiểu cũng không bằng, nên thường khi đàn ông mà người ta cũng rất là dễ tự trọng sĩ diện á, ta cảm thấy người ta không kiếm tiền thì bằng mình đó, cái đâm ra người ta cũng ngại, xong rồi cũng dễ sứt mẻ tình cảm như vậy. Nên giờ em muốn kiếm một người nhiều hơn mình một chút, không cần quá giàu nhưng mà ít ra cái điều kiện kinh tế là phải hơn mình để có thể là lo được cho mình và tính đến chuyện hôn nhân. Rồi ok em, nếu được chọn thì mình sẽ liên hệ để trao đổi thêm em. Nhưng mà cái lịch quay á, nếu như mà bây giờ quay gấp ngày khoảng 26 quay á, thì em có sắp xếp kịp không? 26 tháng này hả chị? Đúng rồi, khoảng chừng tuần nữa đó. Dạ được, ví dụ như được, công việc em tự chủ lắm, tại em buôn bán thì Ok. em có thể sắp xếp công Rồi. việc xuống vào một Rồi ngày rồi nhớ em nha, có gì có cái hồ sơ phù hợp là tụi chị liên hệ liền á, cái ngày quay gần nhất là 26 đó nha. Rồi về. cảm Rồi, hội nghe. Rồi, hẹn Dạ gặp lại em. rồi. Mình nói nhanh ha, mời mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán nha. Dạ, Nguyễn Thị Nguyệt đang làm công ty giày.
Quê ở Bạc Liêu. Sinh năm bao nhiêu chị? Sinh năm 85. Rồi. Mình làm công nhân ở đâu ạ? Ở Thủ Đức. Thủ Đức. Làm lâu chưa chị ơi? 5 năm. Rồi. Mình quê ở đâu chị Nguyệt? Là Bạc Liêu. Bạc Liêu. Rồi mình nói một chút, mình đã từng kết hôn chưa chị? Dạ, ly hôn. Vâng, có nhắc rồi. Ly hôn bao lâu rồi? 8 năm. Rồi có con gì không? Con 15 tuổi rồi. Con 15 tuổi bây giờ đang ở đâu ạ? À? Mình đang nuôi ở đây hay là ở quê hay sao ạ? À? Dạ, mình ở Thủ Đức làm hay Thủ Đức? Là con mình đi làm luôn hay sao? Ý là con của mình á. Là con đi học ở Sài Gòn hay ở Bạc Liêu? Ở Bạc Liêu. Là gửi cho ông bà đúng không? Dạ. Ừ. Rồi hồi xưa làm sao mà mình chia tay vậy? Sao ly hôn vậy? Tại vì bên chồng ăn hiếp. Là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hay làm sao? Không. Em chồng. Em chồng á hả? Ừ. Rồi. Ok, bây giờ anh có bật. Ok, mình muốn tìm một mẫu bạn trai 50 tuổi trở lên. Như thế nào ạ? À? Ủa sao mà mình thích lớn tuổi vậy? Tại đó đồng bằng tuổi với... nên thấy nó không được chuẩn. À, lấy cái người bằng tuổi là nó không chuẩn đúng không? Ý là bằng tuổi giờ mình sợ rồi chứ gì, đúng rồi. Mấy người bằng tuổi như mình chắc giờ mình mà như nít là mấy người đó còn hơn con nít nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi gì nữa, người đó ly hôn được không nè? Công việc rồi sao nè, thích người đó công sao? Công việc thì tùy theo của mỗi người, công việc mình không yêu cầu được thì ly hôn hay không ly hôn thì cũng được thôi, tùy theo là mình có hợp tính hay không. Nhưng mà tuổi thì vẫn thích là từ 50 trở lên. Tại người đó có gia đình ly hôn hay là như thế nào cũng được. Rồi ok. Rồi nếu mà được chọn thì chương trình sẽ liên hệ lại nha. Rồi trao đổi với mình nhiều hơn nha chị Nguyệt nha. Thì em thấy chị đang làm cho nên có gì thì sẽ trao đổi.